quý vị, mình đã đến đây rất là đầy đủ rồi với chủ đề bước nhảy hoàng vũ trong buổi tối ngày hôm nay của đồng Lotto Sài Gòn Tân Hơi. Và ngay thời gian này thì phía bên dưới chúng em cũng sẽ rào bước để phục vụ cho anh chị của chú mình qua vòng loại đầu tiên. Một cặp vé có mệnh giá 20.000 đồng. Và anh chị nào mình chưa vé, mình chỉ cần đứng ngồi tại chỗ, nhấc nhẹ đầu ngón tay lên như thường lệ thì bên trên chúng em sẽ điều động nhân viên đến tận nơi tận chỗ để phục vụ cho anh chị của chú mình qua vòng loại đầu tiên nhanh gọn lẹ quý vị mình ha, để bên trong chúng em còn có thể cho anh chị mình nhìn ngắm qua tất cả các sản phẩm mà tất cả các thí sinh bước nhảy hoàng vũ trong buổi tối ngày hôm nay gửi đến cho tất cả quý vị mình đang xem tại sân khấu C30 cũng như là đang xem qua live stream của đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời quý vị mình ha. Và quý vị ơi, và như thường lệ và trước khi chúng em sổ số dòng loại đầu tiên và đó là công tác kiểm banh quý vị đó, và bây giờ chúng em có 3 khay banh, mỗi khay là 20 con số, và chúng em xin nhờ một vị khán giả và lên kiểm tra giùm chúng em và bỏ từng con banh từ số 1 tới số 60 vào trong lòng cầu nha quý vị. Và chúng em xin tặng vé dòng cờ đầu tiên cho khán giả mình luôn. Và các anh chị lên kiểm tra giùm các em không ạ? Chờ xin mời cô. Vâng, và ngay bây giờ thì mời cô, mình sẽ kiểm tra từ số 1 cho tới số 60 cô ha. Dạ, cô bỏ vào thì nhã viên đọc từng con số. Dạ. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 có chữ 6, số 7, số 8 và số 9 có chữ 9, số 10, số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20. Và tới thay thứ hai, 21, 22, 23, cho chị nhé, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 và 40. Và tới thay thứ 3, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 và 60. Và cảm ơn cô rất là nhiều. Và quý vị ơi, và lần lượt 3 khay banh từ số 1 tới số 60 đã được bỏ vào lòng cầu với sự chứng kiến và kiểm duyệt của một vị khán giả tân hương là từ Tân Thời. Và trước mặt khán giả ở đây nữa thì đảm bảo tính chất công bằng đêm nay rồi nha quý vị ha. Và cảm ơn chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành tư tưởng Sài Gòn Tân Thời thời gian vừa qua. Dạ tặng rồi. Và ngay từ giờ này tất cả quý vị mình ơi, và dạ, anh chị nào mình ngồi ở đây mình chưa vé thì mình giơ cánh tay lên. Còn tất cả quý vị nào mình mới vừa vô tới thì mình vào phía bên trong, anh chị mình có thể chọn qua chiếc ghế và ngồi ổn định để thưởng thức một chương trình với chủ đề bước nhảy hoàng vũ của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời thật là trọn vẹn trong buổi tối ngày hôm nay quý vị mình ha. Và ngay từ giờ này thì anh chị được có vé cầm trên tay, hướng mắt về ánh sáng chuẩn bị do số vé luôn nha mọi người. Số vé Hùng Cường. Chuyện thực tình như thế sao ta
chắc là tại vì tôi không yêu như người ta, bao yêu mà quên như bông bông bay. 32 sống đầu tiên con 32 rồi là con mấy, mời gì đây, mời gì ra, mời gì ra, con mời gì đây. Chân âm thầm con 15, con 15, con 15, con 15, con 15, con 15, con mấy chị ta mấy chị ta xuống chị ta mấy chị ta thả cửa cao đi mơ soi bóng sông, một ngày mai xây dựng những ước mong, gái miền sông hương hẹn trai miền cú long, hai ta ước thể xây thắm tình trăm năm. Có 45, 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 số chị này 4 gì đây. Bốn kỳ đa, bốn kỳ đê, bốn kỳ đa, bốn kỳ đa. Bốn buồn sâu lòng sâu mà tất giả, tại ơn có bà nước mắt mà hai hàng à. Ai làm lỡ kiến đỏ ngang, sông sâu bề ngang đôi bờ mà lưng kiến bốn mười quyền. Quyền bốn mười ngon bốn mươi, con 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 bốn mươi. Con xuất gì đi xuống gì đi, con xuất gì đi xuống gì đây, xuất gì đi xuống gì đây, chàng về. Cho cô trước nha. Cái 1427 1420
1420 hay 1427 chị? 1427. Dạ rồi, vậy là hai dòng loại 1420 và 1427. 22. 22 có 1. Số 4. Có 2. 40. Có 3. 51. Hợp lệ. Hợp lệ. Rồi cô ơi, bây giờ mình có hai phương án. Một là mình phải... Ủa, nè không quay hả? Hay cô vào trong đừng có chờ cho lẹ cô ha. Nè không quay. Mời em, rồi đẹp quá vậy trời. Ôi, mai cái style, cái tóc đẹp quá vậy. Tại vì hôm nay là bước nhảy hoàng vũ. Em có nhảy không? Dạ không. Sao vậy? Dạ, em không có nhảy. Cho nên em phải làm gì mới chặt lại mấy bạn thi. Em chào mọi người đi, em chào mọi người nghe đi. Dạ, lần đầu tiên xin cho phép em là Vi Thanh Nhân Lộc. Xin cảm ơn lời chào lời chúc sức khỏe đối với tất cả quý diễn giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời chào lời chúc sức khỏe cho chồng nhớ. Dễ thương. Đó, trời ơi. Mà lý do sao em không thi vậy? Em thi rồi. Em thi rồi đầu tiên á. À, đầu tiên đúng không? Mình hôm nay mình sẽ cổ vũ cho các bạn đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Hay quá à. Trời ơi, em thấy chồng mọi người chị chuẩn bị chấn động quá chồng. Chấn động luôn, đúng không? Trời ơi, em làm layout này là chưa có chặt lại đâu. Thật sự khủng khiếp quá chồng quý vị. Quý vị không biết được là các thí sinh hôm nay đã chuẩn bị những gì đâu quý vị à. Đúng rồi quý vị, các bạn đã trải qua những ngày mà tập với dancer quý vị hết sức là khổ luyện luôn đúng không? Để đem đến tiết mục công với khán giả mình sẽ có những tiết mục trọn vẹn hay nhất, xuất sắc nhất phục vụ cho khán giả mình thay đổi tâm thời nhé.